Hello, xin chào các em. Các em đang chuỗi bài giảng ngữ pháp cơ bản trên tiếng Anh.com. Và trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng học về nội dung indirect speech, lời nói, lối nói gián tiếp. Đây là một phần rất là khó trong ngữ pháp, trong khi làm bài tập và cũng như là khi mà mình vận dụng vào trong văn nói thì nó thực sự rất là phức tạp, nhưng cô hy vọng rằng sau cái bài giảng này thì mình sẽ nắm được nội dung chính này, vận dụng chính xác trong khi mà làm bài tập nhé. Indirect speech và direct speech, mình có câu gián tiếp indirect hay là reported speech và câu trực tiếp direct speech. Vậy mình cùng phân biệt hai dạng này khác nhau như thế nào? Direct speech, câu gián tiếp, câu trực tiếp, cô xin lỗi, đó là sự lặp lại chính xác những từ của người nói. Ví dụ, Bin said, I don't like this party. Thì trong đó, trong câu trực tiếp thường sẽ xuất hiện dấu ngoặc kép và hai chấm để chỉ là nhắc y nguyên lại những gì mà người nói vừa mới nói xong. Còn câu gián tiếp thì sao? Câu gián tiếp là lời tường thuật lại ý của người nói mà đôi khi không cần phải dùng chính xác những từ ngữ mà người nói đã sử dụng. Thì được gọi là câu gián tiếp. Ví dụ, Bill said that he didn't like that party. Bill nói là anh ấy không thích cái bữa tiệc này lắm. Còn trong câu trực tiếp thì là gì nhỉ? Bill said, I don't like this party. Bill nói là tôi không thích cái bữa tiệc này đâu. Đó là sự phân biệt giữa direct và indirect speech. Bây giờ mình sẽ cùng đi vào dạng đầu tiên của câu gián tiếp là statements, dạng câu trần thuật trong indirect speech. Trong câu trần thuật, thứ nhất người ta sẽ dùng động từ để giới thiệu, đó là động từ say hoặc là to tell. Và mình sẽ có công thức đó là say that, say to somebody that, tell somebody that. Mà nếu mà dùng động từ giới thiệu trong câu trần thuật thì trong cái lời nói gián tiếp mà thường sẽ phải dùng động từ thì quá khứ sẽ phải là said that, told somebody that. Và người ta cũng rất là hay lược bỏ cái từ that đi mà dùng said that, told that và sau đó vào trực tiếp câu trần thuật. Ví dụ nhé. Anna said she was happy. Anna nói rằng cô ấy rất là vui. Hay I told her I didn't have any money. Tôi nói với cô ấy rằng tôi không có đủ tiền. Đó là câu gián tiếp. Đây là hai ví dụ về câu gián tiếp. Chú ý thứ hai của câu trần thuật khi chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp đó là đối với các đại từ nhân xưng này, đại từ hoặc tính từ sở hữu phải tương ứng với chủ ngữ hoặc trạng chủ ngữ hoặc tân ngữ của mệnh đề chính. Ví dụ nhé, he said I like you. Nhưng khi mình chuyển từ câu trực tiếp này sang câu gián tiếp sẽ phải chuyển như sau. He said he liked me. Đó là chủ ngữ I đã phải chuyển thành he. Vì đang kể lại là anh ý mà, anh ý nói tôi thích em. Nhưng khi mình chuyển sang gián tiếp, mình đang tường thuật lại lời nói của anh ý thì phải nói là anh ý nói rằng anh ý thích tôi. He said he liked me. Vậy chủ ngữ I đã được chuyển thành he và tân ngữ you đã được chuyển thành me. Điều đó có thể hiểu là khi mà mình chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp phải đặc biệt lưu ý đến các đại từ nhân xưng, các tính từ, đại từ sở hữu trong câu để chuyển cho nó phù hợp. Chú ý thứ ba đó là mình phải đổi thì của động từ khi mà chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp và sẽ phải lùi một thì, đó là thường lùi một thì hiện tại sẽ chuyển thành quá khứ tương ứng. Ví dụ trong direct speech câu trực tiếp mình có sử dụng thì hiện tại đơn I never eat meat thì chuyển sang câu gián tiếp sẽ phải giống he never ate meat. Ở đây chủ ngữ I đã được chuyển thành he rồi. Tom said he never ate meat. Hiện tại đơn đã được chuyển thành quá khứ đơn, it chuyển thành ate. Còn đối với thì hiện tại tiếp diễn, present progressive tense, sẽ phải chuyển về, lùi một thì đó sẽ thành past progressive, quá khứ tiếp diễn. Ví dụ này, he said I'm waiting for end. Vậy I'm waiting là thì hiện tại tiếp diễn, lùi một thì trong gián tiếp sẽ chuyển thành he was waiting for end. Đối với trường hợp là thì hiện tại hoàn thành trong câu trực tiếp, present perfect tense sẽ phải lùi một thì thành past perfect, quá khứ hoàn thành. Ví dụ, she said, I have seen that film. Vậy mình chuyển sang gián tiếp sẽ phải là gì nhỉ? Have seen chuyển thành had seen. Và ngôi I đã phải chuyển thành she. She said she had seen that film. Cô ấy nói là cô ấy đã xem bộ phim đó rồi. Đối với trường hợp thì present perfect progressive
hiện tại hoàn thành tiếp diễn sẽ phải chuyển thành past perfect progressive, quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Ví dụ, he said I have been learning English for 5 years. Anh ấy nói là anh đã học tiếng Anh được 5 năm rồi. I have been learning, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, nó sẽ chuyển thành quá khứ tiếp diễn như sau. He said he had been learning English for 5 years. Tiếp tục mình có thì past simple, quá khứ đơn, sẽ chuyển thành past perfect, quá khứ hoàn thành. Ví dụ nhé, they said we came by car. Anh ấy nói là chúng tôi đến đây bằng ô tô. Động từ came được dùng ở quá khứ đơn, vậy mình sẽ phải chuyển nó về hiện tại, quá khứ hoàn thành. Đó là they said they had come by car. Đối với trường hợp là past progressive, quá khứ tiếp diễn, I was sitting in the park at 8 o'clock yesterday. Anh ấy nói là anh đã ngồi trong công viên lúc 8 giờ hôm qua chẳng hạn. Vậy thì was sitting sẽ được chuyển sang gián tiếp, sẽ chuyển thành had been sitting, quá khứ hoàn thành tiếp diễn. He said he had been sitting in the park at 8 o'clock. Tiếp tục mình sẽ có past perfect thì quá khứ hoàn thành. Sẽ được chuyển thành, tất nhiên không thể lùi gì được nữa rồi, mà mình sẽ giữ nguyên thì quá khứ hoàn thành thôi, vẫn là past perfect. For example, Daniel said, my money had run out. Vậy trường hợp này mình sẽ chỉ cần chuyển đại từ, và đây là tính từ sở hữu my, chuyển thành his. Daniel said his money had run out. Còn thì quá khứ hoàn thành mình vẫn giữ nguyên. Future simple, đối với thì tương lai đơn, mà thường bắt đầu bằng, mà mình dùng một chuyện động từ là will đó. Vậy thì will sẽ được chuyển thành would. Đó là tương lai trong quá khứ. Judy said, I will phone you. Judy nói là tôi sẽ gọi cho cậu. Vậy chuyển sang gián tiếp sẽ là Judy said, she would phone me. Cô ấy nói là cô ấy sẽ gọi cho tôi. Vậy will đã được chuyển thành would trong câu gián tiếp. Còn đối với thì tương lai tiếp diễn, future progressive, will be cộng verbing. I will be playing golf at 3 o'clock tomorrow. Tôi sẽ chơi golf vào lúc 3 giờ ngày mai. Chuyển về qua câu gián tiếp, mình sẽ phải dùng future progressive in the past, nghĩa là dùng would ở đây. He said he would be playing golf at 3 o'clock tomorrow. Tiếp theo đó là modal verbs, các động từ khuyết thiếu. Mình có động từ can được chuyển thành could, còn động từ may đã được chuyển thành might. Must vẫn là must, hoặc người ta có thể dùng từ had to, đều có nghĩa là phải. Ví dụ này, she said you can sit here, đã được chuyển thành sit there, I'm sorry. She said we could sit here. Claire said I may go to Bali again. Khi chuyển sang gián tiếp sẽ thành Claire said she might go to Bali again. He said I must finish this report. Vậy thì nếu mà must mình vẫn giữ nguyên thì sẽ phải chuyển đại từ I thành he. Như là he said he must hoặc là had to finish the report. Had to hoặc là must đều có thể chuyển trong gián tiếp, dùng thay thế nhau. Chú ý thứ tư, đó là ngoài đổi thì này, đổi về đại từ này, mình còn phải thay đổi một số tính từ chỉ định và các trạng từ, cụm trạng từ chỉ nơi chốn thời gian từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Thứ nhất, từ this sẽ được chuyển thành that trong câu gián tiếp. These chuyển thành those. Here sẽ thành there, ở đó. Mà ngược lại trong câu gián tiếp sẽ phải dùng từ ở đây, trong câu trực tiếp chuyển sang câu gián tiếp sẽ phải là ở đó, there. Now sẽ được chuyển thành then hoặc là at that time. Today chuyển thành that day. Yesterday chuyển thành the day before or the previous day. Tiếp tục mình có này, the day before yesterday là ngày hôm kia, sẽ chuyển thành 2 days before. Tomorrow sẽ là the day after, the next day hoặc là the following day. Ago được chuyển thành before. This week sẽ là that week. Last week sẽ là the week before hoặc là the previous week. Vậy nếu mà xuyên từ last này hay là từ ago này sẽ phải dùng cho câu từ before hoặc là từ previous. Mình sẽ có next week thì chuyển sang gián tiếp sẽ là the week after hoặc là the following week. Hay ví dụ, nhìn vào ví dụ nhé. He said I saw her yesterday. Vậy đối với một câu như thế này, đầu tiên mình phải quan sát và phải phân tích cho cô. Trong câu trực tiếp mình đang có đại từ I và her. Mình có động từ saw là quá khứ. Vậy lùi về một thì sẽ chuyển thành quá khứ hoàn thành. Yesterday là từ chỉ thời gian, mà chuyển về gián tiếp sẽ phải đổi từ chỉ thời gian. Vậy mình sẽ có câu gián tiếp là He said he
had seen her the day before hoặc là the previous day. Vậy cách làm cách chuyển từ gián câu trực tiếp sang gián tiếp của tin là lớp mình các bạn đã hiểu. Thứ nhất là mình sẽ phải nhìn xem trong câu trực tiếp sử dụng động từ gì để mình lùi một thì. Thứ hai sẽ phải quan sát xem trong câu đã có các đại từ nào, các tính từ sở hữu hay đại từ sở hữu nào để mình đổi các đại từ đó. Và thứ ba đó là phải quan sát xem trong câu đã có sử dụng những cụm từ chỉ thời gian, nơi chốn, trạng từ không để mình đổi các từ này khi chuyển sang gián tiếp. Vậy nhiệm vụ của mình đó là phải nhìn vào các bảng cô vừa giảng, học thuộc lòng, có thể chép lại vào trong vở học thuộc lòng những bảng này để có thể vận dụng được cách chính xác khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Bài giảng của chúng mình đến đây là hết. Cô xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các bài giảng tiếp theo về câu gián tiếp. Mình mới đang làm quen về phần đầu tiên, đó là câu trần thuật trong dạng gián tiếp. Mình sẽ gặp với nhau trong các bài giảng tiếp theo. Về dạng câu hỏi trong gián tiếp thì mình sẽ phải đổi như thế nào? Hay là dạng câu cảm thán trong gián tiếp thì ra sao? Vậy hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo.